ý thức của mình nó là sáng tạo. Mình ý thức có nghĩa là mình nhận biết được những vấn đề xung quanh rõ hơn, còn sáng tạo là mình tạo ra, mình có những cái suy nghĩ mới để mình tạo ra những cái cuộc sống mới, thì nó khác nhau phải không chị, hay là do nó là một? Cái phần cái điểm mà em vừa mới nói đó chính là cái phần mấu chốt của mỗi cá nhân khi chúng ta hiểu về ý thức và sử dụng ý thức. Ý thức nó bộc lộ cụ thể với mỗi chúng ta là chúng ta biết cách tạo ra một chất lượng sống như ý của mình. Và cái chất lượng sống đó tùy vào mỗi người, chúng ta sẽ có những cái khát khao khác nhau. Có thể có người muốn chinh phục những cái đỉnh núi cao của thế giới, nhưng mà cũng có thể có những người đơn giản rằng tôi muốn tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho chính mình. Nên khi chúng ta hiểu ý thức, nó chính là cái công cụ để cho chúng ta sáng tạo cuộc đời của mình. Dùng nó như thế nào là quyền quyết định của mỗi cá nhân, và tùy theo mức độ hiểu biết của chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ sáng tạo tới đó. Sự thật á, thì ai trong chúng ta từng phút giây cũng đang đều tạo ra số phận của chính mình. Năng lượng luôn vận hành và chúng ta luôn chế biến cái năng lượng đó, cho dù chúng ta có hiểu biết hay không hiểu biết. Sự khác biệt ở chỗ là hiểu biết về ý thức sẽ tạo ra một chất lượng sống khác cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới phát huy cái sức mạnh đích thực của mình. Chúng ta phát triển sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân. Chúng ta nương tựa vào chính mình, đi trên đôi chân của mình và tạo ra cuộc đời chúng ta mong muốn. Khi mọi người sống ý thức á, năng lượng tích cực sẽ tràn ngập thế giới này. Mỗi người hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, thế giới hạnh phúc. Đó sẽ là một vũ trụ rất đẹp và nó luôn bắt đầu từ mỗi cá nhân. Nên cái chỗ này là chỗ mà chúng ta phải ý thức lựa chọn. Nếu em hiểu về năng lượng và em cảm nhận được nó, em sẽ ý thức chọn lựa những thứ tốt đẹp cho chính mình. Em sẽ chọn lựa những thứ làm cho em hạnh phúc. Em sẽ chọn lựa những thứ làm cho em phát triển. Những thứ khiến cho em của ngày hôm nay tốt hơn em của ngày hôm qua. Nếu em ý thức chọn lựa, em sẽ đưa năng lượng của mình vào những thứ em mong muốn. Năng lượng của em sẽ không chạy lung tung và nó sẽ hạn chế sự rối loạn hoặc là phân tán năng lượng của em. Nên ý thức chọn lựa là cái chỗ rất mấu chốt mà chúng ta cần luyện tập trong từng cái hoạt động hàng ngày của mình.